Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070 Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Dược Thảo Princess Lifestyle sống vui sống khỏe sống trường thọ 1800 990 8319. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 chí tại tiệm McDonald's có tham gia. Các bạn hoan trọng xin chào lại với quý vị với cà phê sáng và vừa rồi là phần thường trình đặc biệt ngay tại chỗ live của đặc phái viên Đinh Quang Thái ngay tại thủ đô Kiev à, giờ múi giờ của Ukraine à, khác với Hoa Kỳ và California khoảng 10 tiếng. Cho nên bên đó 5 giờ chiều tức là 7 giờ sáng ở bên này Bức ảnh mà anh đi qua anh Thái đề cập đến Đây là bức ảnh khi mà cây cầu nối từ Nga sang Crimea bị đánh sập Đó là cây cầu đặc biệt mà là một món quà vào ngày sinh nhật của Putin Và đó là lý do người dân Ukraine ngay lập tức cái người họa sĩ mà vẽ và đã trở thành con tem nổi tiếng đang được bán ở thủ đô Kiev của Ukraine. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các phần từng trình đặc biệt live từ Ukraine gửi đến quý khán thính giả. Thế nhưng trở lại Ngọc Lan trong thời gian qua theo dõi rất sát những cái tin tức liên quan đến Vạn Thịnh Phát có những tin tức nào được cập nhật trong ngày hôm nay đây? Ngọc Lan? ngày hôm qua khi chúng tôi đưa tin về những thành viên của Vạn Thịnh Phát bị bắt đó thì trong đó là có bốn người. cà phê sáng mình đưa tin lên trong số ngoài bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân rồi còn có cô là Nguyễn Phương Hồng và cùng với lại một ông nữa. Nhưng mà ngay sau đó khi mà cà phê sáng vừa xong đó thì lúc đó wow. coi tin tức tại thấy lên rằng là bà Nguyễn Phương Hồng mới có 37 tuổi thôi chết gia đình đang phát tan wow. và đăng cáo phó uh, đăng cáo phó lên là chết vào ngày 9 tháng 10 trong khi là cô này là bị bắt là vào ngày rạng sáng ngày uh, bị bắt 7. ngày 7 tây tháng 10 2 cho ngày nên hai bị bị ngày chết. sau thôi wow. thì nói rằng là cô chết uh, nhưng mà không rõ lý do vì sao chết hết chỉ biết là quanh khu vực nhà của cô đó thì đang phát tan và những người hàng xóm nói rằng là gia đình có cái bản cáo phó đưa lên ừ. đó là cô đã chết À, tuy nhiên khi mà chúng tôi vừa nhận được tin này xong vừa làm bản tin chiều xong thì chỉ trong tiktok một chút xíu sau đó quay lại những cái link mà đưa cái tin này lên á đều đã bị gỡ xuống hết tất cả là đều đã bị gỡ xuống có nghĩa là à, cái chuộng này cái người này chết như thế nào chết ra làm sao không ai biết hết à, chưa hết trước lúc đó đó như ngọc lan đã nói liên quan đến cái vụ mà bà à, trương mỹ lan đó ừ. thì à, nó có nhiều cái như hồi nãy anh Thụy giải thích quý quý vị đó là nó theo một cái rất là bài bản ừ. có nghĩa là cái cách làm việc rất là bài bản nhưng mà thực tế người ta nói đây là một cái vụ thanh trường chính trị ừ. nó rất là nhiều cái điều ở trong đó là bởi vì sao ví dụ như bà cũng là một người kinh doanh nhiều người cũng kinh doanh mà tại sao tất cả những cái khu vực mà đất vàng đó đều rơi vào tay của bà hết trong ừ. cái thời gian đó thời gian mà bà phức lên nhanh nhất thâu tóm hết được những cái khu một phần phố đi, phố đi bộ rồi cái Times Square rồi Union Square ai mà ở Việt Nam đều biết những khu vực đó hay là cái chỗ mà anh Thụy đề cập hồi nãy là Thuận Kiều Plaza ở yeah. ngay trên ở chỗ quận 5 đó đều biết là những cái khu đó rất là đắt tiền thì nói là cái chuyện mà người ta đấu thầu nhưng mà tại sao đấu thầu có một mình bà là lấy hết lấy những hết nắp phải vàng có như vậy rồi cái chuyện mà vài năm trước đó khi mà bà đưa hối lộ cho ông cựu thứ trưởng Cố thủ trưởng công an Phạm Quý Ngọ hàng triệu đô la cũng được người ta đề cập tới, nhưng mà qua tất cả bà đều bình chân như vậy hết. Cho nên ở đây nó không chỉ đơn thuần là cái chuyện rằng là ở sau cái thời gian mà Covid rồi không làm ăn được vân vân thì bị bắt, nó không, nó không hẳn là như vậy mà có những cái điều mà người ta đặt ra cái câu hỏi là trước ngày mà công an bắt bà Trương Mỹ Lan đó thì ngay trước ngày đó là ông tổng giám đốc công ty chứng khoán Tân Việt đột ngột qua đời, đưa một cái bản tin rất là ngắn gọn thì ông này đó là ông này là tổng giám đốc công ty chứng khoán Tân Việt. Nhưng mà ông này lại có liên quan gì đến Vạn Thịnh Phát. Thì cái ông mà một trong bốn người mà bị bắt đó ông Hồ Bửu Phương á là trước đó cũng là tổng giám đốc của công ty tập đoàn Tân Việt. Chưa chưa hết, vợ của ông ông Thành này À, vợ của ông mà bị chết này đó là bà Tống Thị Thanh Hoàng hiện là phó tổng giám đốc của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nghĩa là có một cái mối liên hệ nhưng người ta không hiểu gì ngay trước cái ngày mà bà Trương Mỹ Lan bắt thì có tin ông này chết rồi sau đó hai ngày sau thì lại đến tin cô Nguyễn Phương Hồng chết cho nên có rất là nhiều cái câu hỏi đặt ra nhưng mà khi chết như vậy đó như ví dụ như cái tin mà cô Nguyễn Phương Hồng chết thì tại sao chết rồi thì Bất gì tất cả ngay sau đó báo chí lại lấy xuống hết cho nên là người ta đang chờ xem có cái phải là kiến. Chết, thật hay dạ. không? À, chết thật hay không chết thật hay không hay là sống đó mà là quay một... sang từ chân? À, đúng là như vậy à, rồi vài ngày tới nãy biết đâu được mà cái người chết đó là ai hay là một cái cách để đưa những người này đi nó khó dạ. hiểu lắm nó không có bình thường như là những cái chuyện khác rồi chưa kể đó uh, quý vị biết ngày hôm uh, ngay trước cái ngày mà bà trương mỹ lan bị bắt á thì tự dưng bây giờ có cái tin đồn là công an đang có cái diễn tập quanh tòa nhà novaland và nói rằng là khi mà có diễn tập như vậy biết đâu đến ông này à ông tổng giám đốc ở đây chuẩn bị bị lượm nữa rồi thì công an lại ra cái thông tin là bác bỏ cái xuyên tạc đó nhưng mà người ta nói thời gian qua đó khi mà những cái gì mà bị bác bỏ đó cái nó thành sự thật vài ngày sau à... thì bây giờ nói là đưa ra cái này là chỉ là à, diễn tập thôi ở xung quanh cái tòa nhà đó mà ông chủ nhân của cái tòa nhà Novaland này đó là một trong những tỷ phú chỉ đứng sau phạm nhật vượng thôi đó là ông bùi thành nhân mà một điều nữa đó là ngay trước cái ngày mà bà trương mỹ lan bị bắt đó thì tự dưng hai vợ chồng ông này gọi là thoái vốn, có nghĩa là bán. Ồ. Hơn một nửa cổ phần của mình ở ngay tại cái công ty mà Novaland này đó. để mà khi mà cái số vốn của họ đó <laughs> nó xuống dưới 5% thì họ không còn là cổ đông lớn nữa thì người ta đặt dấu hỏi chuyện như gì đã xảy ra với tất cả những người mà giàu có ở uh, Việt Nam và tập trung đang ừ. ở Sài Gòn như vậy. Thì trong những ngày tới chúng ta sẽ chờ xem tin tức yeah. như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là trong thời gian qua là một cái sự rúng động đối với lại cái giới kinh doanh về bất động sản cũng như là thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Trong một cái chế độ độc tài như Việt Nam Cộng sản thì điều đó ai cũng hiểu được. Hả? Bởi vì sao tình trạng bưng bít thông tin báo chí không cách nào mà tìm kiếm được họ đứng muốn đi phỏng vấn họ cũng không dám biết người phóng viên sợ rồi ông chủ bút chủ nhiệm tất cả mọi thứ đều bị kiểm soát cả cho nên dân chúng chỉ nghe bề ngoài về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bên trong đó biết bao nhiêu những cái vụ khác bao gồm cả thanh trừng vì vấn đề chia chác quyền lợi không đồng đều Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Chúng tôi chuyển sang vấn đề thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo với thời sự thế giới. Xin tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thụy vào tuần tới. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.